Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Kính thưa quý vị, Việt Nam Cộng Hòa hết mực ra sức bảo vệ Đại tướng Phan Văn Giang. Coi đây là vị tướng tài ba cần phải được bảo vệ để giết giặc nội xâm. Yêu cầu Tổng Bí thư Trọng phải cúi đầu xin lỗi tướng Giang vì đã để gián điệp Trung Quốc cài thiết bị nghe lén khắp nơi trong Bộ Quốc phòng. Trong thời kỳ nhiệm kỳ trước, chính ông Trọng đã phê duyệt dự án xây dựng Bộ Quốc phòng cho nhà đầu tư Trung Quốc. Đến nay, các chuyên gia an ninh Việt Nam Cộng Hòa phối hợp với tướng Giang gà tìm ra được vô số con chip thu âm, ghi hình tự động bằng mọi góc độ quay có thể để gửi về cho tình báo Trung Quốc. Nhiều nhất là trong phòng họp bí mật tác chiến chỉ huy. Thưa quý vị, sau khi an ninh Việt Nam Cộng Hòa tung ra những thiết bị kinh khủng này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cúi đầu xin lỗi Đại tướng Phan Văn Giang liên quan đến tình hình sự việc tướng Phan Văn Giang đã tóm sóng gián điệp Trung Quốc trong Bộ Quốc phòng, cài máy nghe lén vào điện thoại của ông Giang. Giàu thì người ta ghét, nghèo thì người ta khinh, thông minh thì người ta tìm cách tiêu diệt. Những người ngay thẳng làm việc hết mình vì nước, vì dân như tướng Phan Văn Giang thì đang bị Trung Quốc tìm mọi cách để triệt hạ ông. Trong những ngày gần đây, thông tin liên quan đến sự kiện ông Phan Văn Giang, Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã mở chiến dịch săn lùng nhóm gián điệp Trung Quốc hoạt động trong quốc phòng của Việt Nam gây xôn xao dư luận. Hàng loạt các nhóm tướng lĩnh và quan chức cấp cao làm gián điệp ở Trung Quốc đang bị phơi bày, lộ dần qua sự chỉ điểm của an ninh Việt Nam Cộng Hòa. Như là cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, hay là cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, hay như là Cục Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. Vào năm 2019, Thiếu tướng Trương Giang Long đã tiết lộ một trong những thông tin cơ mật đang là mối lo ngại của các quan chức chính quyền tại Việt Nam. Đó là sự việc ông Ngô Xuân Lịch cùng với các thuộc cấp của mình đã dung túng cho hàng loạt các gián điệp của Trung Quốc trong bộ máy chính trị tại Việt Nam. Đơn cử như ông Trương Giang Long đã cho biết thêm rằng đã có hàng ngàn gián điệp Trung Quốc hoạt động trong các bộ máy chính trị tại Việt Nam, ở những khu vực phía Bắc, và ngay cả những người đang ngồi trong hội nghị nội bộ của ông thì ông cũng không chắc ai là gián điệp, ai là người của ai, ai là người của địch đang xen cài cắm vào một thế trận mà Trung Quốc đã cài cắm vào hàng trăm năm qua nhằm gây muốn chia rẽ và thu thập các thông tin tình báo của Việt Nam. Từ đó thâu tóm toàn bộ khu vực miền Bắc, khu vực miền Trung và miền Nam của đất nước chúng ta mà không cần tốn một viên đạn nào. Bên cạnh đó, chúng ta cũng ý thức được rằng chính Trung Quốc đang ngày càng khôn ganh hơn trên khu vực Biển Đông. Vì vậy mà lúc này cũng không từ một thủ đoạn nào nhằm thôn tính Việt Nam trên mọi mặt trận. Một số cách thông tin gộ lên vào ngày hôm nay đã cho hay rằng các tình báo của Trung Quốc đã bí mật cài phần mềm gián điệp vào điện thoại của tướng Phan Văn Giang nhằm tìm cách mua chuộc, dụ dỗ, gây sức ép, thậm chí là tấn công mạng. Những gì mà vị tướng đang đôn đốc toàn lực, toàn tâm, toàn ý, chuyên án để tấn công nhóm dẫn điện của Trung Quốc trên mọi mặt trận và phản gián tình báo. Như chúng ta cũng đã biết rằng là Trung Quốc luôn âm mưu thôn tính Việt Nam trên mặt trận, không chỉ là ở Biển Đông mà còn trên cả tất cả các phương diện có liên quan đến chính trị, quân sự, văn hóa, ngoại giao và kể cả truyền thông, người ta gọi là tâm công hiến pháp. Và Trung Quốc đã dùng một cách luân chuyển trên khu vực Biển Đông nhằm đạt được những mục đích cao nhất và quan trọng nhất là biến Việt Nam thành một tỉnh chư hầu của đất nước này, một trong những điều mà Trung Quốc đã âm mưu từ lâu. Bên cạnh những tướng đã chấp nhận làm tay sai cho Tàu Cộng giống như ông Ngô Xuân Lịch, còn có những tướng lĩnh người vẫn kiên quyết chống lại Trung Quốc như là Đại tướng Phan Văn Giang, tướng Lê Mã Lương, tướng Trương Giang Long, là người bị phế chức vào năm 2020
vì dám tố cáo hệ thống gián điệp Trung Quốc hoạt động nằm vùng trong bộ máy chính trị tại Việt Nam, đặc biệt là Bộ trưởng Tham mưu đã bắt đầu tinh thần là chống Trung Quốc, đã bắt đầu nhen nhóm và những tướng như là Lê Mã Lương, Trương Giang Long cũng đã bắt đầu được trọng dụng, quay trở lại để tìm kế sách chống lại Trung Quốc xâm lược trên mọi mặt trận. Chúng ta biết được rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ dạ tâm xâm chiếm đất nước Việt Nam chúng ta. Và khi đứng trước sự truy lùng một cách gáo ghiết thì nước này vẫn sẵn sàng chấp nhận sự thỏa hiệp lùi một bước để tiến ba bước. Trong đó thông tin việc hàng trăm ngàn gián điệp của Trung Quốc lại tìm cách đào thoát sang bên kia biên giới Tây Bắc và biên giới phía Bắc nhằm trốn sang Bắc Kinh tạm thời im hơi lặng tiếng, nhằm tránh sự truy lùng của phía Việt Nam đang diễn ra một cách ồ ạt. Cùng với những thông tin liên quan đến gián điệp Trung Quốc thì đến nay sự căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng ngày càng mở rộng, không chỉ trên đất liền mà còn ngay cả trên Biển Đông. Có lẽ chúng ta phải gửi lời cảm ơn chân thành đến Đại tướng Phan Văn Giang vì kể từ khi ông lên nắm quyền giữa hai nước chúng ta chưa bao giờ được ăn ngon ngủ kỹ như bây giờ. Từ năm 1974 cho đến nay, chưa bao giờ người dân Việt Nam mới cảm thấy an nhiên như lúc này. Đó chính là lời nhận xét của một số người dân Việt Nam vẫn quan tâm đến tình hình thời sự giữa Việt Nam và Trung Quốc, tranh chấp giữa Hàn Quốc trên vùng Biển Đông. Biển Đông đến nay vẫn là đề tài trong top cả thế giới bàn luận sôi nổi. Nguyên nhân có thể phần lớn là vì Biển Đông có mặt của Hải quân Trung Quốc. Hải quân Trung Quốc lại là trung tâm của các vụ đụng độ xảy ra trên khu vực Biển Đông. Một thông tin khác nữa khiến cho Biển Đông thu hút được sự quan tâm của toàn thế giới với nó. Được sự quan tâm của toàn thế giới bởi nó không có nguồn tài nguyên phong phú mà Trung Quốc muốn chiếm hết tất cả các nguồn tài nguyên này. Biển Đông cũng là nơi tàu bè của cả thế giới tấp nập đi qua, đi lại, chiếm đến 60% lượng hàng hóa trên thế giới đi qua mỗi năm. Trung Quốc bành trướng muốn chiếm trọn con đường tơ lụa này nên chiến sự bùng nổ, không những với Việt Nam mà còn với các nước khác có đường biên giới chung với biển. Nhật Bản và Việt Nam phản đối các hành động đơn phương làm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang và là người đồng cấp của Nhật Bản Fumio Kishida thống nhất chống lại một cách mạnh mẽ. Mọi nỗ lực đơn phương nhằm làm thay đổi hiện trạng ở các khu vực biển trong khu vực, hãng tin Yodo của Nhật Bản loan tin. Vào ngày sau cuộc gặp giữa hai bên tại Tokyo, nhưng chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Nhật Bản, Yodo thì hai bộ trưởng đã thảo luận về các diễn biến gần đây ở Biển Đông và Hoa Đông. Cả hai bên cam kết sẽ làm việc cùng nhau để duy trì trật tự quốc tế trong khu vực Biển Đông và Hoa Đông, đều là nơi có tranh chấp về chủ quyền giữa Trung Quốc và các nước láng giềng Nhật Bản và các nước ở khu vực Đông Nam Á. Gần đây đã lên tiếng phản đối các hành động lấn lướt của Trung Quốc tại khu vực này gây mất ổn định trong khu vực. Cuộc gặp này, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cũng đăng ký thỏa thuận mới về an ninh mạng và chăm sóc sức khỏe trong quân đội. Theo hãng tin NAK của Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam sẽ gặp Thủ tướng Nhật Fumio Kishida. Hai bên sẽ thảo luận việc Nhật Bản bán cho Việt Nam các tàu tuần tra và vũ khí theo thỏa thuận hai bên đã ký vào tháng 10 vừa qua tại Hà Nội nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng mới tới Nhật Bản. Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam trong trận trả lời phỏng vấn với báo giới Nhật nhân chuyến thăm này cũng đã nhấn mạnh tới việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng an ninh, trong đó có thỏa thuận về việc chuyển giao thiết bị công nghệ quốc phòng, tàu tuần tra, khắc phục hậu quả chiến tranh và tìm kiếm cứu nạn Việt Nam và Nhật Bản. Họ đã ký một thỏa thuận hợp tác an ninh mạng giữa bối cảnh hai quốc gia châu Á đang thắt chặt mối quan hệ quốc phòng. Trong một diễn biến liên quan, Tập Cận Bình thâu tóm quyền lực, không một ai có thể thách thức. Kỳ họp Quốc hội Trung Quốc bắt đầu từ cuối tuần này là một nấc thang mang tính biểu tượng về quá trình thâu tóm quyền lực của Chủ tịch Tập Cận Bình. Nhà lãnh đạo này đã thay đổi hoàn toàn
Đảng Cộng sản Trung Quốc, tự đặt mình vào vị trí hạt nhân và không ai, thậm chí có một cơ hội xa vời nào có thể thách thức ông ta. Sự thể hiện rõ ràng nhất sẽ là chuyển biến nhân sự được công bố trong phiên họp chính trị thường niên này sẽ được 3.000 đại biểu quốc hội thông qua. Người sẽ trở thành thủ tướng quản lý nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và về mặt lý thuyết nắm giữ vị trí quyền lực thứ hai chỉ sau ông Tập. Thủ tướng sắp mãn nhiệm Lý Khắc Cường đứng ở vị trí trung tâm trong ngày đầu tiên và cuối cùng tân thủ tướng Trung Quốc gần như chắc chắn là Lý Cường sẽ đứng vào vị trí quyền lực. Họ là hai con người rất khác biệt, đặc biệt xét về sự trung thành đối với Tập Cận Bình, người bắt đầu chiến dịch chống tham nhũng cách đây một thập kỷ, càn quét một loạt các thành phần đối lập trong đảng thuộc nhiều cấp bậc khác nhau. Trong Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 10 năm 2022, với việc ra mắt Ban Thường vụ Bộ Chính trị mới gồm 7 thành viên, đồng nghĩa nhóm quyền lực mạnh nhất ở quốc gia này hiện đều là những người trung thành với ông Tập. Tại kỳ họp lần này, những người đứng đầu các sở ngành và vị trí bộ trưởng sẽ được thay thế. Tất cả họ đều được cho sẽ cùng một nhóm chính trị chung. Điều này không đồng nghĩa là họ không đủ năng lực, nhưng liệu họ sẽ sẵn sàng đến mức độ nào để đưa ra lời cố vấn chân thành và không khoan nhượng cho người đàn ông đã đặt họ vào vị trí đó. Một mặt, điều này có thể mang ý nghĩa Tập có thể giải quyết công việc với vai trò lãnh đạo mới của mình, nhưng mặt khác cũng có rủi ro là ông ta sẽ bị kẹt cứng trong một căn phòng tiến vọng. Một người có thâm niên trong lĩnh vực kinh doanh nói với BBC. Vì thế, những bổ nhiệm này có ý nghĩa gì trong hướng đi sắp tới của Trung Quốc? Nếu Lý Cường thật sự trở thành thủ tướng, ngồi ở đó vào ngày cuối của kỳ họp quốc hội, nhận những câu hỏi đã được sàng lọc trong sự kiện báo chí thường niên, điều này sẽ là bước đại nhảy vọt dành cho ông ta. Với vai trò là bí thư thành phố Thượng Hải, ông Lý Cường chịu trách nhiệm trong thời gian thủ phủ tài chính của Trung Quốc trải qua 2 tháng phong tỏa vì Covid thật thảm họa hồi năm ngoái. Vì lý do này, nhiều người ngỡ ngàng khi ông ấy được thăng tiến trở thành nhân vật quyền lực thứ hai của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ai là ai? Những gương mặt sẽ nắm quyền tại Trung Quốc sau Đại hội Đảng Cộng sản. Không chỉ về phong tỏa mà còn về chuyện điều hành đã diễn ra một cách yếu kém. Việc bắt những tài xế giao hàng ở nhà đồng nghĩa thực phẩm và thuốc men không thể được vận chuyển hiệu quả đến nhiều triệu người dân, không được phép ra ngoài. Đã xảy ra vấn đề thiếu thực phẩm nghiêm trọng và khi việc giao hàng được vận hành trở lại thì các cư dân đã đăng hình những loại rau héo úa mà họ được cho ăn để sống. Khi đến hồi kết của quá trình phong tỏa toàn thành phố, người dân đã thấy quá đủ. Họ đập đổ hàng rào dựng lên để hạn chế mình, chống trả với lực lượng canh gác tại chỗ về cách tiếp cận Zero Covid, vốn càng thêm bị căm phẫn sau đó. Giới quan sát đã đặt câu hỏi là tại sao một người chịu trách nhiệm cho thất bại hậu cần quy mô vô cùng lớn như thế lại có thể được giao trọng trách điều hành toàn bộ đất nước. Rồi thì quá khứ của ông ta đã cho thấy một bức tranh khác. 5 tháng trôi qua, giới doanh nghiệp nhận thấy ông ta là một nhà cải cách, có thể luồn lách qua những sự hà khắc trong giới đảng. Ông ta thông minh và là người vận hành tốt, nhưng rõ ràng ông ta được vị trí đó là nhờ lòng trung thành với Tập Cận Bình. Khi ông chủ tịch nước kêu ông ta nhảy, ông ta trả lời, nhảy cao bao nhiêu? Châu Vu Khe, chủ tịch văn phòng thương mại Liên minh châu Âu tại Trung Quốc nói. Ông Vu Khe đã thực hiện công việc kinh doanh của mình tại Trung Quốc từ những năm 1990 và đã có nhiều hoạt động liên quan đến giới chính trị cấp cao trong Đảng Cộng sản nước này trong nhiều năm. Ông Vu Khe nói thêm là những người tiêu dùng bình thường và các công ty vẫn còn cảm nhận được tác động tiêu cực từ chiến dịch Zero Covid, có sự cẩn trọng liên quan đến quan ngại trong vấn đề chi tiêu, từ sự tổn thương liên quan đến chính sách Zero Covid, ông nói. Có người đã mắc phải vấn đề tâm lý trong những năm qua tại Trung Quốc. Họ lo lắng về chuyện gặp rủi ro và rất cẩn trọng khi đưa ra quyết định.
Sự tổn thương này đặc biệt hiện diện tại Thượng Hải và sức hấp dẫn của thành phố này đã bị phai mờ đáng kể khi xét về vấn đề đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, ông Gu Khe không nghĩ đây chỉ là lỗi của Lý Khắc Cường và những doanh nhân khác cũng hưởng ứng điều này. Ông Lý Cường được ghi nhận trong việc đưa Tesla về Thượng Hải. Đây là nhà máy sản xuất đầu tiên của công ty này bên ngoài lãnh thổ Mỹ và được phép thành lập liên doanh riêng, không cần yêu cầu liên doanh với một đối tác Trung Quốc như cách mà các công ty sản xuất xe ô tô khác từ nước ngoài phải thực hiện. Khi tán dương chương trình thử nghiệm khu thương mại tự do Thượng Hải vào năm 2019, ông Lý Cường nói nơi này sẽ rộng mở đối với sự cạnh tranh quốc tế và sẽ đóng vai trò đơn vị vận chuyển quan trọng cho Trung Quốc để hội nhập sâu hơn vào tiến trình toàn cầu hóa kinh tế. Trong một số nhóm nhất định, ông ấy được xem là một nhân vật tự do hơn, người sẵn sàng cúi đầu tuân theo luật lệ. Nhưng chưa rõ liệu ông Lý sẽ là một người cúi đầu trước luật lệ được trao quyền lực, không sợ làm những gì cần phải làm bởi vì có sự hậu thuẫn của ông Tập hay không, hay sẽ là một người theo chủ nghĩa thực dụng trước đây, rơi vào một sân khấu lớn và đứng dưới cái bóng của ông Tập. Hồi năm 2016, ông ta đã trở thành bí thư của một tỉnh giàu có miền Đông Trung Quốc là Giang Tô, nổi tiếng với các công ty công nghệ. Ông ấy đã tìm cách gặp gỡ người sáng lập Alibaba là Jack Ma và các nhà lãnh đạo khác để tìm kiếm lời khuyên về môi trường kinh doanh ở tỉnh này. Thế nhưng, đó là quãng thời gian khác. Trong những năm gần đây, ông Tập đã lệnh những công ty công nghệ phải bị kiểm soát, cho rằng họ đã quá quyền lực vì lợi ích của mình. Chuyện những lãnh đạo của những công ty này biến mất để bị các cảnh sát theo dõi trong đảng thẩm vấn. Vụ mới nhất là của tỷ phú Bao Phan, người sáng lập công ty môi giới giao dịch công nghệ hàng đầu tại Trung Quốc. Bao Phan, tỷ phú Trung Quốc mất tích, đang hỗ trợ chính quyền điều tra. Đây dường như không phải là điều mà Lý Cường đã khuyến khích trong quá khứ, nhưng ông ta và ông Tập đã biết nhau lâu trước đó. Trước khi đến Giang Tô, ông Lý đã ở phía nam Thượng Hải, tại một tỉnh giàu có khác ở miền đông Trung Quốc là Chiết Giang. Vào thời điểm đó, bí thư tỉnh này là Tập Cận Bình, và sau khi Lý trở thành chánh văn phòng, hai người đã làm việc ngày đêm, gây ấn tượng với người lãnh đạo. Ông Tập lại không bao giờ có cùng một quá khứ như vậy với thủ tướng sắp mãn nhiệm Lý Khắc Cường. Họ cũng lớn lên trong thời kỳ lãnh đạo mang tính tập thể hơn, và Lý Khắc Cường khi đó theo một cách nào đó là một đối thủ.